ơn quý vị rất nhiều ạ. Và xin cảm ơn em đã đến với Sài Gòn Tân Thời. Em có muốn giới thiệu gì về mình không? Giới thiệu đi. Dạ thì em là đầu tiên em xin giới thiệu em là Lê Hành Luân. Thì em đến với Sài Gòn Tân Thời lâu chưa? Em là em có thân gì không? Giới thiệu đi. Thì em cũng biết đến Sài Gòn Tân Thời rất là lâu rồi. Thì cũng là dạ. Dạ cũng xin giới thiệu với quý vị nha. Đây là nhà thiết kế của Sài Gòn Tân Thời, những bộ nhà của tụi em chuẩn bị mặt sắp tới là do mình thiết kế nha. Quý vị đã cho anh em một tràng vỗ tay được không ạ? Thì là xin cảm ơn quý vị, cảm ơn em nha. Và quý vị ở bên dưới. Trời ơi, cái giật mình luôn á. Đúng không? Mọi người cứ vậy. Quý vị ơi, bên dưới là chúng ta có những tờ vé mà chúng ta nhanh chóng bỏ trên thùng phiếu để mà bốc thăm lần hai đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Hồi nãy em nói đó là cái tiết mục này thì quý vị là bỏ thăm lên giúp em. Rồi bây giờ chúng em sẽ bắt đầu kết sổ bốc thăm lần thứ hai 10 triệu đồng cho quý vị nha. Rồi cho em hỏi lại lần cuối là còn ai bỏ phiếu nữa không ạ? Nhanh chóng bỏ vào thùng thăm ở đây giúp em nha. Rồi 5, 4, 3, 2, 1, kết sổ. Rồi xin mời người đẹp bọc trà phẩy lên. Phải cái thùng thăm lên em ơi. Phải ra. Thấy điều lên. Ủa thằng này phải đại đi em ơi. Phải đại nữa. Phải đại đi em ơi. Còn phải đại nữa. Dạ phải đại, phải đại, phải đại. Mới bỏ. Nó thấy hỏi nó liền cái tay cái luôn á. Còn thấy bên đây. Rồi phải thấy dưới đây. Rồi. 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 Rút tay ra cái trà. Được rồi. Chơi tay vừa đẹp. Ủa chơi tay vừa đẹp bọc trà. Không có tờ lá phiếu nào hết. Xin mời bọc trà bóc thăm. Một vé màu xanh ạ. À. Một vé màu xanh dương. Hồi nãy giờ có ai dò màu xanh dương mà hả? Còn ai dò màu dương thì... Yeah! Lá phiếu định hủy nha. Có số điện thoại mà không có tên. Hủy nha mọi người ơi. Dạ. Rồi mọi người đồng ý hủy. Dạ. Tại chúng em đã nhắc lại là ghi tên và số điện thoại. Nhưng ở có số điện thoại mà không có tên. Cho nên hủy nha. Rồi xin mời người đẹp. Kiểm xin. Mời mấy ba. Yeah. Đức 1138 đuôi ạ. Đức 1138 đuôi là anh nào ạ? Dạ cho em hỏi là Đức 1138 đuôi. Lần thứ nhất Đức 1138 đuôi. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Quỷ vé. Quỷ vé. Để ba có thăm đi. Thôi. Đây xui. Tụi xui quá. Để tao nè. Ốc lần này không có nữa là bé ba. Cái chữ gì vậy trời? Sa kiệt. Sa kiệt. 2818. Sa kiệt. Phải chấm nhung không ạ? 2818. Phải chấm nhung dễ dàng không ạ? Đó, hay ghê luôn. Sa kiệt 2818 lần thứ nhất. Sa kiệt 2818 lần thứ hai. Sa kiệt 2818 lần thứ ba. Quỷ giá. Nhưng quá tam con này cũng xui luôn nè. Má. Rồi để một người con trai kiếm chọn. Kiếm chọn. Rồi chị Nguyệt 786. Chị Nguyệt 786 à. Nguyệt 786. Trời ơi trời. Vậy gì dạ. Bốn người rồi. Nguyệt 786 lần thứ nhất. Rồi 786 lần thứ hai. Nguyệt 786 lần thứ ba. Rồi nhé luôn. Để luôn mi ra tay. Mi ơi thay đổi cuộc đời đừng nhìn em. Rồi ừ rồi. Cho nó công bằng cái gì. Màu hồng nữa hả? Đọc luôn ơi. Đọc luôn. Số đuôi. Ồ. Tập. Tập. Những cái gì vậy trời. Lực 868. Ơ 866. Hay là anh lực 866. Anh lực 866. Bà nội ơi, rồi mời anh đọc lại toàn bộ số điện thoại của mình nha. 0984992866. Hợp lệ là chúc mừng anh Linh nha. Rồi bạn ta vàng của Lumi hay quá. Hay quá Lumi ơi. Rồi mã dòng loại. Mã dòng loại là 3475. 3475.
hợp lệ. Rồi ngay từ bây giờ, nếu mà quý vị đã có đủ các vé trên tay rồi, xin quý vị hướng mắt vào sân khấu chúng ta bắt đầu làm gì? Giờ xuống. Lên xe.